Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị nắm được sao hạn trong năm 2023 là sao gì, vận hạn gặp phải trong năm 2023 Quý Mão sẽ ra sao. Đồng thời, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 còn đưa ra cách hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp quý vị phần nào giảm thiểu được những điều hung họa, đồng thời đón được những điều may mắn, cát lành, từ đó giúp vận mệnh tài lộc hanh thông, công danh sự nghiệp vất lên như diều gặp gió. Từ việc xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn về sức khỏe, gia đạo, tiền tài và tài lộc. Qua đó giúp gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 sẽ định hướng được những bước đi tốt nhất cho bản thân mình trong năm mới 2023. Sau đây là phần luận giải tử vi cho những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh tài tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 có thể trải qua một năm 2023 khá yên bình, bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to, gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ, song bạn cần chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân, phá hoại công lao của mình. Trong năm này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế bạn cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng gặp phải, sao chiếu mệnh là sao Thổ Tú, vận hạn là Diêm Vương, hạn tam tai, gia chủ sẽ phạm đại kỵ tam tai. Bính Thân 1956 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ 1956 nữ mạng không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ 1956 nữ mạng không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối tam tai, gia chủ 1956 nữ mạng lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, thân gặp mão là bình hòa, công việc làm ăn ổn định, tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến từ nhiều nguồn thu khác nhau, trong đó có cả khoản tích lũy từ lâu. Xét về mối quan hệ thiên can bính dương hỏa gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ Bính Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Bính Thân nữ mạng sinh năm 1956 cần chú ý tháng Giáp Dần, tháng 1 âm lịch, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Bính Thân. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Bính Thân gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cả nam, nữ và gia trạch, bởi sao Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao Thổ Tú, đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao Thổ Tú đăng viên chiếu sáng nhất,
Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, 5 ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính Tây, lạy 5 lạy mà cầu xin, trung ương mộ kỳ thổ tú tinh quân, để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, sao Thổ Tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng, năm nay gặp hạn sinh vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn sinh vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Sinh vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm sản nạn, chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn phần nào hiểu được hạn diêm vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương và biển hiện của hạn diêm vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, hạn diêm vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm bệnh tật, khi gặp hạn diêm vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi Bính Thân, sinh năm 1956 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình, trong tháng này gia chủ gặp được những niềm vui bất ngờ. Tháng 2, tháng này gia chủ đón tin vui trong nội tộc về việc cưới xin, hỷ tín hoặc công việc của con cái gặp nhiều may mắn. Tháng 3, đây là tháng gia chủ tuổi Bính Thân có lộc về tiền bạc, chủ yếu do người khác đưa tới. Tuy nhiên gia chủ lưu ý bệnh máu huyết trong tháng này. Tháng 4, tháng này mọi việc của gia chủ sinh năm Bính Thân diễn ra cơ bản bình thường, không nhiều chuyển biến. Bên cạnh đó gia chủ chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 5, gia chủ có thể bị kẻ xấu nói sau lưng trong tháng này và nhiều chuyện buồn đưa tới khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều. Tháng 6, gia chủ cần chú ý khi đi ra ngoài dễ gặp tai nạn bất ngờ. Tháng 7, đây là tháng mọi công việc của người tuổi Bính Thân nữ mạng không được tốt như mong muốn. Trong tháng này nếu di chuyển đi xa thì nên lưu ý. Tháng 8, được hưởng âm phúc của tổ tiên, sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 9, trong gia đạo của gia chủ có nhiều bất hòa trong tháng này, khi ra ngoài gia chủ tuổi Bính Thân cẩn thận xe cộ đi lại. Tháng 10, có tin vui về công việc của con cái. Tháng 11, tháng này mức chi tiêu của gia chủ rất nhiều, tiền chủ yếu cho thuốc thang, chữa bệnh, tin vui là bệnh tình chuyển biến tích cực. Tháng 12, tháng cuối năm gia đình hòa thuận, êm ấm. Tổng kết tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Công việc làm ăn của tuổi này phát triển ổn định, dù không có đột phá quá rõ ràng nhưng vẫn tiến triển tích cực và đạt điều lợi thế lớn lao. Bản mệnh nên hài lòng với tình trạng hiện tại, đừng quá nóng vội. Những người vẫn đang trong thời gian tại chức có thể yên tâm tiếp tục cống hiến. Các mối quan hệ xã giao tại nơi làm việc đều hài hòa, tạo dựng được uy tín với mọi người. Về tài chính, theo tử vi năm Quý Mão 2023, nữ mạng Bính Thân sẽ gặp nhiều may mắn về tài chính. Bạn có thể tự chủ về kinh tế, không phải dựa dẫm vào con cháu nhờ các khoản tích góp từ trước và cả tiền đến từ làm ăn kinh doanh. Con giáp này lại giỏi quản lý chi tiêu, biết quán xuyến và vun vén nhà cửa nên tiền bạc không phải nỗi lo của bạn trong năm nay. Thậm chí bản mệnh còn hoàn toàn có năng lực trợ giúp con cháu về tài chính khi cần thiết. Về sức khỏe, sức khỏe người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm 2023 không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Bính Thân có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất.
Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, bước sang năm Quý Mão 2023, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Bính Thân. Những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc là dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc bao dung cho nhau. Trong năm nay, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thân, sinh năm 1956 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của Bính Thân trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.